Thì thứ nhất, trong phân khúc giá này, nếu như bạn muốn mua một chiếc máy mới chính hãng thì nó sẽ không thể nào đáp ứng được đủ cái nhu cầu mà Liên Quân, PUBG cũng như là Call of Duty. Tại vì là FPS nó rất là thấp, nên thành ra thì bạn nên cân nhắc về cái vấn đề đó, chính là mua một chiếc máy cũ trong phân khúc giá này. Mua laptop an tâm nhất, đến ngay trungtrần.vn. Trungtrần cam kết bán laptop PC giá tốt nhất thị trường. Mua các kênh công nghệ giảm ngay 300.000 đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ. Mình là Minh Kha đây, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với số hỏi đáp tiếp theo có trên channel này. Và trước khi đi vào chi tiết video thì những bạn nào đang có nhu cầu là mua laptop cũng như là PC có thể đến ngay trungtrần.vn. Tại đây cam kết cho bạn bán ra với một mức giá rẻ nhất, đi kèm với đó là chất lượng tốt nhất. Thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video nhé. À, ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm là mã giảm giá kênh công nghệ 300 dành cho những bạn viewer của kênh công nghệ. Đó, thì khi mà các bạn nhập mã này vào thì các bạn sẽ được trừ 300.000 đồng vào giá trị của sản phẩm. Đó, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên các bạn nhé, của bạn Tuấn Cò. Anh ơi, em phân vân giữa LG V60 ThinQ và Samsung Galaxy S10 Plus bản Mỹ. Yêu cầu của em là gaming và chụp ảnh, và cũng có các tác vụ bình thường. Mong anh tư vấn, chúc anh sớm đạt được nút bạc. Ok, thì giữa LG V60 và Samsung Galaxy S10 Plus thì mình sẽ lựa chọn cái chiếc LG V60. Tại vì thứ nhất, cái điểm yếu trên cái dòng Galaxy S10 Plus Mỹ ấy, thường nó sẽ liên quan về cái vấn đề sóng sánh. Đó, gần như là hầu hết mọi dòng Samsung mà đến từ thị trường Mỹ thì nó đều gặp cái vấn đề về sóng sánh khi mà mang về Việt Nam sử dụng. Cho nên thành ra đó là một cái điểm yếu lớn nhất với cái dòng này. Chưa kể thì nếu không xét về cái mặt thương hiệu thì rõ ràng cái chiếc Galaxy S10 Plus nó chỉ có Snapdragon tối thiểu là 855 thôi, trong khi là cái chiếc LG V60 là Snapdragon 865. Đó, cho nên đó cũng là lý do tại sao mà bạn nên cân nhắc. Và bạn đang có nhu cầu là gaming thì chắc chắn là Snapdragon 865 rồi. Còn về chụp ảnh thì chắc chắn là cảm biến của LG V60 nó cũng sẽ tốt hơn so với Galaxy S10 Plus. Đi kèm với đó thì bạn đã thiên về cái tác vụ chụp ảnh thì mình nghĩ rằng là bạn nên tìm hiểu thêm một tí thông số nữa. Cơ bản là chụp auto trên LG V60 nó cũng đã rất là đẹp rồi. Nhưng mà cái làm nên thương hiệu của những chiếc camera đến từ LG ấy, thì thường nó sẽ là về cái phần chỉnh tay. Cho nên là tìm hiểu thêm về cái thông số này nữa thì bạn sẽ có được một cái gọi là cái sự gọi là kết hợp hoàn hảo đó, với cái chiếc LG V60 ThinQ này, với hầu hết tất cả mọi nhu cầu tác vụ mà bạn cần. Đó, thì chốt LG V60 ThinQ bạn nhé. Câu hỏi thứ hai đến từ bạn Nhạc Việt Mix. Anh ơi, anh tư vấn giúp em với ạ. Em đang có tầm 2,9 triệu thì có nên mua Vsmart Joy 4 hay smartphone nào có cùng tầm giá không ạ? Nhu cầu của em là chơi game Liên Quân, PUBG và Call of Duty. Thì thứ nhất, trong phân khúc giá này, nếu như bạn muốn mua một chiếc máy mới chính hãng thì nó sẽ không thể nào đáp ứng được đủ cái nhu cầu mà Liên Quân, PUBG cũng như là Call of Duty. Tại vì là FPS nó rất là thấp, nên thành ra thì bạn nên cân nhắc về cái vấn đề đó, chính là mua một chiếc máy cũ trong phân khúc giá này. Và cái chiếc LG G7 là chiếc điện thoại mà đang chạy chúng ta Snapdragon 845 ấy. Thì đây là một cái chiếc máy mà nó chỉ có thuộc cái phân khúc giá khoảng hơn 3 triệu một tí thôi, một chiếc máy cũ thì bạn nên cân nhắc. Chứ còn máy mới thì cũng là chỉ cũng có Vsmart Joy 4 là nó có cấu hình tốt nhất trong tầm giá rồi, chứ cũng không còn con nào tốt hơn cả. Thì đây là một điều mà bạn cần phải lưu ý trước khi mà lựa chọn. Nếu mà ưu tiên về cái vấn đề chơi game thì nên mua một chiếc điện thoại flagship cũ LG G7. Câu hỏi thứ ba đến từ bạn Hoàng Thân. Em xin tên, thông tin laptop Dell mà anh đang dùng để tham khảo ạ. Thì con laptop mà hôm trước mình có làm để quay video bản tin cũng như là một số các video hỏi đáp thì đó là cái chiếc laptop Dell Impression 7559. Thì cái chiếc laptop này thì ngày mai mình sẽ có một video review về cái chiếc máy này. Tại vì là mình đang trong quá trình trải nghiệm đó, nên thành ra thì mình mới đem thường xuyên nó lên trên cái những cái video khác để cho các bạn có thể thấy được rằng là mình vẫn sử dụng nó rất là bình thường. Thì với cái chiếc laptop này thì nó có một cái mức cấu hình nó gọi là nó hợp lý trong khúc giá khoảng 13 triệu. Đây cũng được xem là một chiếc máy gaming phổ thông của Dell rồi. Đó, cho nên là về cái mức cấu hình thì hôm sau sẽ có một video chi tiết cho các bạn nhé. Tầm khoảng sáng mai thôi. Đó, sau video này. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Bi Nguyễn. Anh Kha đẹp trai ơi, DZ. Cho em hỏi rằng là có 9 đến 10 triệu thì có nên mua Samsung M51 không ạ? Mong được lên sóng ạ, chúc anh sức khỏe và thành công. Đối với cá nhân bản thân mình, hôm trước thì mình đã khen cái chiếc máy này rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là nó có một cái mức cấu hình tốt trong tầm giá, một phân khúc chính hãng. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có viên pin lên tới là 7000mAh, rất là trâu nữa. Camera thì ổn. Đó, cho nên là thành ra đây là một trong những chiếc máy mà mình thấy đáng mua nhất của Samsung ở thời điểm hiện tại. Đó, mặc dù là một chiếc máy tầm trung thôi nhưng mà những cái trải nghiệm về kể cả là màn hình, camera, đặc biệt là pin, cấu hình thì cũng được xem là tốt nhất trong tầm giá rồi. Thì hài hòa mà nói,
9 đến 10 triệu đồng là con máy này nó rất là đáng mua bạn nhé. Nếu mà đã có nhu cầu cũng như là thích thương hiệu Samsung thì chốt luôn, không cần suy nghĩ. Chắc chắn nó sẽ cho bạn một cái trải nghiệm đúng như những gì bạn muốn. Câu tiếp theo đến từ bạn Tấn Đạt Huỳnh. Hello anh Kha, cho em hỏi rằng là iPhone 8 hiệu năng chơi game có đủ trong vòng 2 hoặc 3 năm nữa không ạ? Hay trong tầm giá đó thì còn chiếc máy nào ngon hơn không ạ? Chúc anh nhiều sức khỏe. Và với cái dòng iPhone 8 này thì theo như mình biết ấy, thì nó sẽ có 3 dạng hàng phổ biến ở thời điểm hiện tại, bao gồm là iPhone 8 quốc tế mới 100% chưa active thì sẽ là khoảng 6 triệu rưỡi này, quốc tế cũ là 5 triệu rưỡi và lock cũ thì sẽ là 4 triệu rưỡi. Đó thì nếu mà xét về mặt hiệu năng với con chip A11 Bionic thì nó có thể sử dụng được trong vòng là từ 2 đến 3 năm nữa, khá là ngon. Đó, tuy nhiên các bạn phải hiểu rằng là nó sẽ bị giảm về cái mức cấu hình đồ họa theo từng năm đối với những tựa game phổ biến thời điểm hiện tại, bao gồm là Liên Quân cũng như là PUBG, đặc biệt là PUBG, chứ còn Liên Quân thì cùng lắm là nó không ổn định với cái mức cấu hình là Max Setting đi kèm với software bé thôi. Cơ bản là như thế. Thì bạn nên cân nhắc kỹ, và đây cũng là một trong những chiếc máy có mức cấu hình tốt nhất rồi và đã thích thương hiệu Apple cũng như là thích cái thiết kế của iPhone 8 thì cũng không nên đắn đo gì nhiều. Đây là một chiếc máy có mức cấu hình tốt rồi. Chỉ có điều là bạn cần phải chăm chước về cái màn hình bé của nó thôi. Cơ bản là như thế. iPhone 8 vẫn là một chiếc máy có hiệu năng tốt và rất là đáng mua. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Phong Nguyễn. Chào Kha, hiện tại mình đang dùng iPhone 8 Plus, muốn mua thêm một chiếc máy phụ khoảng không quá 2 triệu thì có không? Mình chỉ lắp SIM, xem YouTube, Facebook, lướt web tra cứu thông tin khi cần. Mình cảm ơn. Thì trong khúc giá mà khoảng 2 triệu thì cấu hình mình nghĩ nó cũng chưa ổn lắm để chúng ta có thể sử dụng những tác vụ bình thường nó mượt mà được. Tầm khoảng 2 triệu rưỡi thì chúng ta sẽ có là cái chiếc Redmi 9C, còn 2 triệu thì sẽ là chiếc Redmi 9A. Đó thì bạn nên cân nhắc, 2 triệu rưỡi thì là Redmi 9C. Thì với cái dòng Redmi này thì sóng sánh nó rất ổn định, phục vụ rất tốt trong cái vấn đề đó chính là YouTube, Facebook, phần mềm thì cũng là MIUI 12, được Xiaomi họ tối ưu rất kỹ càng rồi, tính năng thì đầy đủ, không thiếu một thứ gì cả. Kể cả là xét về mặt so với là những chiếc điện thoại flagship của Xiaomi luôn, là tính năng rất đầy đủ và giao diện MIUI 12 là một trong những giao diện mình đánh giá cao nhất. Chưa kể thì bạn đang dùng iPhone nữa, cho nên là với cái thiên hướng là MIUI 12 nó khá là giống với iOS ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta dễ làm quen hơn về cái phần giao diện như thế. Đó thì mình sẽ không tư vấn VinSmart đâu, tại vì VinSmart trong khúc giá từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi thì toàn những chiếc máy bắt sóng kém thôi, cho nên là phục vụ nghe gọi nó không hợp lý cho lắm. Đó thì bạn nên cân nhắc, cố lên 2 triệu rưỡi thì sẽ là Redmi 9C, còn 2 triệu thì sẽ là Redmi 9A. Ok, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng có trong số hỏi đáp của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những câu hỏi của số hỏi đáp này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.